Đây rồi các bác nhá. Sau bao nhiêu ngày các bác như mình chờ đợi cũng như là hỏi em thì hôm nay em lại về thêm một em Hyundai Santa Fe được sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2015, trang bị động cơ 2.4 số tự động bản phun xăng, ở ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, một mẫu xe gầm cao 7 chỗ ngồi thuần gia đình. Dòng xe này thì anh chị là rất là hay hỏi em này, cũng như là các bác như mình săn đón rất là nhiều. Thì hôm nay em vừa mới về được một em 2015 đẹp tất điện luôn. Đó, và bây giờ tầm tài chính của em nó cực kỳ là hợp lý anh chị ạ. Nếu mà so với thời điểm mua mới, thời điểm anh chị mà mua mới em này loanh quanh đâu đó tầm khoảng ngoài 1 tỷ, ngoài 1 tỷ anh chị ạ. Bây giờ em đang chào bán giá cụ thể chỉ có 585 triệu đồng thôi. Quá là hợp lý luôn. Đấy, anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì vào ngay hồ sơ liên hệ cho em qua số hotline là 0969 này 625825, hoặc là có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em có địa chỉ số 9 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thuộc khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe và chạy thử anh chị nhé. Đầu video, đầu tiên em sẽ quay cho anh chị xem tổng thành form dáng một vòng. Ngay sau đó em sẽ đi vào chi tiết từng bộ phận để các bác nhà mình ngắm cho em nó cho nó rõ hơn. Ok không ạ? Ở đây anh chị có thể ngắm cho em tổng thể về phần đuôi xe đây. Quá đẹp anh chị nhé. Nói chung là form dáng Santa Fe lên form đời 2015 này rồi ấy, thì miễn bàn với chất cho em. Cũng như là form dáng con này thì nó quá đẹp luôn. Được chưa? Chạy rất là lành anh chị ạ. Chạy rất là lành. Em này thì nó có máy eco rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu nếu mà anh em nhà mình đi đường hỗn hợp lanh quanh tầm khoảng 9 lít rưỡi thôi. Nếu mà anh em nhà mình đi đường trường tầm khoảng 9 lít quay về, cực kỳ hợp lý luôn. Với cái động cơ 2.4 thì thực sự anh em nhà mình là sẽ rất là khỏe. Cái thứ hai em này là hai cầu dẫn động toàn thời gian. Ok chưa? Đấy, hai cầu dẫn động toàn thời gian anh chị nhá. Có khóa cầu gà cầu đầy đủ luôn. Anh chị nếu mà anh chị em nhà mình muốn để chế độ là hai cầu, anh em nhà mình có nút chuyển chế độ riêng. Tí em sẽ quay cho anh em mình xem. Ok chưa? Về vấn đề chất lượng xe này, các bác nhà mình cứ an tâm với bên em. Khi mua xe của xe lướt 34, bên em đều có văn bản về chất lượng xe đàng hoàng, không đâm xô tai nạn ngập nước, cột kèo keo chỉ máy số nguyên zin, thủ tục pháp lý bên em bao trọn đời. Và trước khi anh chị xuống tiền hay chốt cọc thì hoàn toàn có thể mang xe bên em là đi check hãng này, test gara và kiểm tra bên thứ ba thoải mái chị nhá. Ok chưa? Và nếu mà chị mà ở xa quá, ngại di chuyển và không có điều kiện đi lại thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển cũng như là ship xe đến tận nhà. Đấy, để các bác nhà mình được xem xe, thử xe và đánh giá chất lượng của xe tại nhà. Ok cho anh chị. Đó, và bây giờ em sẽ quay cho anh em nhà mình xem chi tiết luôn anh chị nhé. Đầu tiên ở đây anh chị có thể ngắm xem tổng thể về phần đầu xe này. Về phần đầu xe thì xuất hiện ngay trước mặt các bác nhà mình đây là cái cặp đèn pha em nó. Đôi mắt của chiếc xe đây. Trang bị cho anh chị là đèn bi led anh chị nhá. Có đèn bi led này và giải led định vị ban ngày. Đó, đèn pha trong vắt luôn, không màu và đục, hai bên như một anh chị ạ. Rất đẹp. Đây, các bác có thể ngắm qua xem này, về cái độ trong của chiếc xe đây, cái đèn pha đây. Được chưa ạ? Ngoài ra nhá, bản full thì nó sẽ có cái rửa đèn pha tự động anh chị này. Đấy, rất nhiều option luôn. Bên dưới có đèn gầm cho anh chị. Từ các chi tiết nhỏ nhất này, anh chị có thể ngắm kỹ xem đấy ạ. Từ các cái ốp nhựa này rất là mới đúng không ạ? Em này thì logo mặt cảnh cái lăng toàn bộ là ốp chrome sáng bóng hết rồi. Những cái chi tiết nhựa bên trong thì rất mới luôn, không dập, không vỡ, không gãy anh em nhá. Kể cả những cái khe hút gió bên dưới này rất đẹp đúng không ạ? Đấy, tầm tài chính bây giờ nó chỉ có hơn 500 thôi, quá hợp lý luôn anh chị nhá. Tiếp theo, với góc nhìn nghiêng như thế này thì anh em nhà mình có thể ngắm qua xem cái form dáng em nó này, quá đẹp anh chị ơi. Đó, tiếp tục về bộ phận chuyển động đã gồm la răng đúc dạng đa số đây. Đấy, la răng rất đẹp anh em nhá. 4 phanh ABS trồng một cứng an toàn này, dàn lốp mới tinh luôn, nguyên gai anh chị ạ. Đấy, bác chủ vừa mới thay cho anh chị phun một dàn lốp mic. Lốp mic thì các bác nhà mình cũng biết rồi. Đấy, cực kỳ êm ái, chạy rất là mềm mại rồi. Ok chưa? Ngoài ra đây anh chị có thể ngắm kỹ cho em này, những cái chất liệu nhựa rất mới đúng không ạ? Đó, bên cạnh đó thì đã có xi nhan báo sẽ tân trên gương nhá. Ốp inox này, bảo vệ chân kính đầy đủ cho anh em mình này. Đấy, tay nắm cửa mã ốp chrome sáng bóng rồi, có tay nắm cửa một chạm cho anh em mình. Đó, và bây giờ em mời các bác mình di chuyển vào phần bên trong nội thất em nó đây. Em này thì một bầu trời công nghệ anh chị ạ. Một trong những cái mẫu xe là niềm tự hào của người Hàn Quốc đây. Đó, thời điểm 2015 anh chị nào mà đi dòng này nhá, thực sự bác nhà mình là toàn doanh nghiệp cũng như giám đốc và những là người ta có điều kiện thôi. Đấy, bởi vì dòng xe là một dòng xe mà các bác nhà mình rất là để ý đến cũng như là săn đón em nó rất là nhiều. Kể cả đời 15, 16 thực sự bác nhà mình là anh em hỏi em rất là nhiều. Đấy, hôm nay em mới về được để phục vụ các bác nhà mình đây. Đây, đầu tiên ở đây chị có thể ngắm qua xem về phần ghế da này, toàn bộ là ghế da nguyên bản theo xe. Một chiếc xe tính đến đây là 9 năm tuổi rồi, 9 năm tuổi mà anh chị ngắm qua xem quả ghế da này đẹp không ạ? Tuy nhiên thì thực sự bác nhà mình là không thể nào mà
tránh được những cái khấu hao theo thời gian. Đây là những cái khấu hao theo thời gian thôi. Đấy, 9 năm. Nhưng mà anh em nhà mình nhìn xem từ quả má ghế này, nhàu như này là còn rất là đẹp đấy chị nhá. Còn rất là đẹp luôn. Không có một tí nào rách dưới đâu. Được chưa? Đấy. Nét từ đường kim mũi chỉ này. Ok chưa? Đó, tiếp theo. Anh chị có thể ngắm kỹ xem từ ghế bên phụ này. Rất đẹp anh chị nhá. Bắp lô top đi đây. Toàn bộ màu đen hết này. Đó, túi khí an toàn trang bị xung quanh xe. Ok chưa? Đấy, táp lô tôi đi không một vết xước luôn. Nó đẹp như này cơ mà. Tiếp tục về phần trần đây. Toàn bộ trần hình nguyên bản này. Có cửa sổ trời toàn cảnh anh chị nhá. Đấy, cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Đó, ngoài ra về phần option thì thằng này thực sự bắt nhà mình là quá nhiều option luôn. Đầu tiên đấy anh chị có thể ngắm qua xem về phần vô lăng này. Vô lăng thiết kế rất đẹp anh chị nhá. Đó, logo sáng choang, mặt phím còi vân sần cực nét này. Đấy, trang bị đó cũng như là tích hợp bàn phím thông minh rồi. Có ga tự động cruise control này. Ok chưa? Đấy. Tăng giảm âm lượng qua bài nick bài này. Điện thoại sỉnh tay. Đó, ngoài ra nhá. Có gạt mưa auto đây. Đèn pha auto. Đó, đồng hồ to rõ hiển thị rõ nét rồi. Ok chưa? Bắt chủ thì lên cho anh em mình màn hình giải trí lớn anh em này. Có màn hình giải trí lớn nhá. Gương chống chói. Đấy, ok chưa? Có can lùi đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Có điều hòa auto hai vùng độc lập. Những phím bấm còn rất mới luôn. Đấy, và ở đây đã có xây ghế cho anh em mình này. Đây có xây ghế anh chị này. Phanh tay điện tử auto hold. Đó, bên trong này nhá. Có cổng sạc AUX USB cổng tẩu này đầy đủ hết này. Được chưa? Đó, thiết kế cực đẹp luôn. Ngoài ra có đèn ổ thông minh cho anh em mình rồi. Đấy, tiếp tục sang bên đây thì có những cái option đi kèm. Đó là cái chống trơn điện tử này, hỗ trợ đồ đèo ngang dốc. Đấy, khóa cầu gài cầu anh em nhá. Đấy, có chế độ eco đầy đủ hết luôn, không thiếu gì cả. Đó, em này thì thôi một bầu trời công nghệ rồi. Đấy, ngoài ra này anh chị có thể ngắm qua xem về phần ghế lái đi ạ. Ghế lái chỉnh điện đa hướng anh em nhá. Có nhớ ghế hai vị trí, gương kính chỉnh điện cục điện cho anh em mình. Đó, keo chỉ zin cả xe luôn, giòn cao su zin tuyệt đối anh em này. Ốc không một vết vân mở anh chị nhá. Ok chưa? Nó dùng xe bên em thì anh chị cứ mang đi check test kiểm tra thoải mái. Anh chị muốn kiểm tra ở đâu cũng được luôn. Ok không ạ? Đó, đây. Tiếp tục em sẽ quay cho anh em nhà mình xem cái hàng ghế thứ hai của em nó đây. Rất rộng rãi anh em ơi. Một chiếc xe thuần gia đình. Chiếc xe này anh em nhà mình mà mua về gia đình thì thôi, không cần phải nghĩ luôn. Đấy, form dáng này các bác nhà mình sử dụng 5, 7, 5, chục năm nữa không bao giờ sợ lỗi thời. Cái thứ hai là nội thất của nó cực kỳ rộng rãi. Đấy, các bác đi gia đình 7 người, 8 người, thậm chí là 9 người thoải mái chị ạ. Đó, tiếp tục này. Ở đây anh chị có thể ngắm qua xem hàng ghế thứ hai của em nó đi ạ. Toàn bộ là ghế da nguyên bản theo xe anh em nhá. Ghế da nguyên bản theo xe này. Hàng ghế thứ hai hầu như là không có vết người ngồi rồi, cực đẹp luôn. Được chưa ạ? Đây, anh chị có thể ngắm kỹ xem từ về phần tắp ly các thứ đây. Nó có cái chắn nắng này anh chị này. Đấy, được chưa ạ? Có rèm chắn nắng đầy đủ nhá. Cái này thì dùng bằng cơm thôi, dùng bằng cơm. Đấy, anh chị em nhà mình mà không thích thì các bác nhà mình lại hạ xuống. Cái này là nguyên bản của nó anh em nhá, nguyên bản của nó. Đấy, được chưa ạ? Đây này, anh chị ngắm xem táp lô top đi các thứ này, rất đẹp đúng không ạ? Phần bệ thì tay thì được lót da nguyên miếng nhá. Kể cả đây, có một cái logo thương hiệu nhỏ chữ Santa Fe thôi. Cực đẹp, cực kỳ tinh tế luôn. Đấy, từng cái cửa gió điều hòa này, thiết kế ở trên cột này, quá đẹp anh chị ạ. Nói chung là em này thì anh chị mua về là sẵn đi thôi. Miễn bàn mà chất cho em chỉ bàn mỗi giá thôi. 215 mà đẹp khủng khiếp anh chị ạ. Đó, keo chỉ zin cả xe anh em nhá. Đây các bác nhà mình nghe này. Chắc nịch luôn anh chị ạ, chạy cực sướng. Đó, máy xăng thì đi cho thực sự bác nhà mình rất là khỏe. Cái thứ hai là đi nó bốc cực kỳ luôn. Đấy, ok chưa? Tiếp tục di chuyển ra phía sau xe thì đầu tiên ở đây em sẽ mở phần cốp xe, em quay cho anh chị xem phần cốp xe này cũng như là cái hàng ghế thứ ba của em Santa Fe này anh chị nhá. Đó, em này là cốp điện rồi. Đấy, các bác nhà mình nhìn này. Ok chưa? Hoạt động rất là trơn tru luôn nha anh chị nhá. Đó, tiếp tục với cái hàng ghế thứ ba này. Anh chị nhà mình nhìn xem em đi ạ. Từ cái nỉ này rất mới đúng không anh em? Đấy, bác chủ thì ít, cực kỳ là ít sở đồ luôn. Kể cả những chỗ này ni lông còn chưa bóc này, không thể bóc. Nói chung là em này thì bác chủ chỉ đi cùng lắm tầm khoảng 4 người 5 người thôi. Đấy, và cái phía sau là không bao giờ mà chở đồ luôn. Ở đây chị có thể nhìn cho em từ cái ốp này, rất là mới đúng không ạ? Đó, về phần cốp phụ đây. Đó, phụ kiện đi kèm còn nguyên anh chị nhá. Rất mới luôn. Đấy, tiếp tục này. Những cái dòng xe gầm cao 7 chỗ ngồi như này, nếu mà chị đi gia đình tầm khoảng 4 người 5 người, các bác nhà mình cứ gập cho em hàng ghế thứ ba xuống. Đó, anh em quản một không gian chở hàng cực kỳ rộng rãi phía sau. Ở phía sau nhá. Với hàng ghế thứ ba này thì nó trang bị cho anh em nhà mình cửa gió điều hòa đầy đủ hết này. Đấy, cửa gió điều hòa đầy đủ anh chị nhá. Chỗ để cốc đầy đủ hết cho anh em mình này. Đó, và nếu mà muốn dựng lên thì nó cũng đơn giản thôi. Anh em chỉ cần cầm lẫy này. Đó, kéo lên là nó lên. Đấy, được chưa? Đây này. Anh em nhà mình nhìn xem hàng ghế thứ ba đi. Không có vết người ngồi luôn.
Nó đẹp như này cơ mà, ghế da nguyên phấn, dã man chưa? Đây này. Những chi tiết này còn chưa bóc vết ni lông này, đẹp chưa ạ? Đấy, hàng ghế thứ ba đẹp dã man luôn. Nói chung là cái hàng ghế thứ ba em này bác chủ có ngồi đâu. Đây, ghế da còn nguyên phấn cơ mà. Ok anh em. Đấy là bác nhà mình biết là cái độ chất của nó như thế nào rồi. Đấy, để em hạ xuống này, hạ thì nó cũng đơn giản thôi. Đó, cầm vào lẫy này hạ là nó xuống thôi chị ạ. Đó, tiếp tục. À, anh chị có thể ngắm qua xem từ ốc bản lề, đít cốp đây. Không một vết vân mở này, keo chỉ zin cả xe nhá. Từng hàng đính các thứ này, zin tuyệt đối luôn. Rong cao su zin tuyệt đối cho anh em mình. Đấy, ok anh em. Đó, được chưa? Đây, em sẽ đóng cốp cho anh em nhà mình xem này. Đó, đây nó đang hạ đây. Ok chưa? Đó, tiếp tục này. À, về phía sau xe thì đầu tiên ở đây chị có thể ngắm qua xem về phần đèn hậu đi ạ. Trang bị hai giải lép cho anh em mình. Đèn hậu trong vắt nha, không mấu và đục luôn, hai bên như một. Đấy, có gạt mưa kính sau này, đèn phanh trang bị bên trên nóc xe. À, có cam lùi và cam hành trình phía sau đầy đủ. Đấy, cảm biến va chạm xung quanh xe luôn, tạo ra cảm giác là an tâm an toàn nhất có thể cho anh chị. Ok chưa? Đó, vừa rồi thì em đã quay cho anh em nhà mình xem tổng thành form dáng này, trang thiết bị ngoại thất nội thất option của em Santa Fe 215 bản full xăng này rồi. Đấy, với tầm tài chính bây giờ em đang chào bán chỉ có 585 triệu đồng thôi. Nếu mà chị thiếu tiền một chút, bên em có hỗ trợ trả góp luôn. Con này các bác nhà mình trả trước từ khoảng một nửa, anh chị lấy xe về. Ok không ạ? Đó, và bây giờ em sẽ di chuyển về phần đầu xe. Phía dưới lắp capo là trang bị động cơ 2.4, máy là máy eco rồi. Đấy, máy eco thì nó cũng tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Lanh quanh con này thì kết hợp thì lanh quanh tầm khoảng là chục lít thôi, chục lít quay về. Anh em nhà mình đi thoải mái luôn. Đó, em sẽ mở lắp capo, em quay cho anh chị xem tổng thể về phần đầu xe này, cũng như là về phần máy anh chị nhé. Đấy, à, đầu tiên ở đây anh chị có thể ngắm qua xem về phần máy đi ạ. Da máy quá đẹp luôn. À, ốc mặt dàn cò này zin từ mặt máy anh chị nhá, zin từ mặt máy. Nói chung là dòng này thì rất là lành. Đấy, máy số của nó thì các bác nhà mình là về là anh chị em nhà mình đi là cứ thay dầu thay nhớt định kỳ này, bảo trì bảo dưỡng thì thôi, cứ thế là đi thôi. Được chưa? Rất là lành anh chị ạ. Đây này. Ốc chân máy nguyên chấm sơn luôn nhá, máy khô đẹp. Đấy, không gì dầu gì mỡ đâu. Kể cả đây anh chị có thể ngắm kỹ cho em từ tai bên lái này, ốc giằng đầu các thứ này, kể cả những cái con ốc tai tai đèn nhá, không một vết vân mở luôn. Đó, keo chỉ cabo, ốc cabo đây. Zin cả xe anh em ạ. À, nó đẹp như này cơ mà anh chị. Ok anh em. Đấy, hơn 500 thôi. Bác nào mà quan tâm em này vào ngay hồ sơ alo cho em anh chị nhá. Đấy. À, và bác nào mà xem video của em mà chưa đăng ký kênh, chưa follow kênh thì tranh thủ cho em một đăng ký, một follow này để không bỏ lỡ những cái livestream thông báo báo giá cũng như là các video review giới thiệu chi tiết một khi nhà em có xe mới về. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhà mình.